đều gốc
từ cái chân tâm cho câu khác. Như vậy thì hai câu này nói rõ rằng tất cả chúng ta tu, nếu nhận ra được cái thật tướng các pháp, tức là thấy được cái nguồn gốc của môn pháp, còn nếu không nhận ra được thì chúng ta không bao giờ thấy. Cho đến cái mà lâu nay trong nhà Phật gọi cái khổ từ vô minh, từ trần sa vật tạo nên, nhưng thực tình cái vô minh vật, trần sa vật gốc từ cái chân tâm mà ra, tức là cái tâm chân thành, chứ không có ngoài cái thật mà có những cái lầm lẫn ở đâu. Thì như vậy ở đây muốn nói cho chúng ta thấy được tận rằng muôn pháp đều từ cái thể chân thật mà nó biến hiện, chứ không có một pháp nào riêng lẻ. Cho nên vạn tướng tượng không bờ, bát nhã không bến, vì pháp tánh ấy vốn chân liễu đạt thành trí. À, ở đây mới chỉ chúng ta hiểu rằng vạn tượng, tức là muôn sự muôn vật ở trên đời này, nó không có bờ, không có bến. Còn cái bát nhã thì nó là thênh thang, không có nơi, không có chốt nào nương tựa, cho nên nó là không bến. Như vậy thì muôn tượng, thênh thang, bát nhã thì không bờ, không bến. Vì pháp tánh ấy vốn chân, tức là cái pháp tánh muôn pháp, tức là cái thể tánh của muôn pháp, nó là chân thật. Mà muốn đạt được cái chân thật đó đều là do cái trí tuệ bát nhã mà đạt được, thấy được cái chân thật của muôn pháp, đó là trí tuệ bát nhã. Cho nên nó là liễu đạt thành trí, từ thấu được cái tánh của muôn pháp thì đó là trí tuệ, là trí tuệ, đó là trí tuệ bát nhã. Như vậy thì quý vị thấy ở đây nêu lên cho chúng ta hiểu tường tận rằng muôn sự muôn vật trên thế gian này nó đều gốc từ cái chân thật mà biến hiện. Từ cái chân thật biến hiện, nếu khi chúng ta thấy được cái chỗ tột cùng của nó biến hiện, đó là trí tuệ bát nhã, chứ không có gì lạ. Ví như người đi biết được thì muôn dặm có thể hy vọng đến nơi, như người chạm vật thân ngoài thì suốt ngày bị giam trong giới hạn, vì họ chẳng biết vật có cái bờ vô hình, ngoài có cái mé rộng không cùng tột. Đó, ở đây nói rằng ví dụ như cái người đi đường, nếu mà mình thông đường, mình biết đường thì dầu cho đường xa mấy rồi mình đi cũng tới. Còn nếu mà người bị chấp bên có, trẻ bên không, gọi là chạm vật không ngoài là chấp bên có rồi trẻ bên không, thì suốt ngày bị giam trong giới hạn. Ai mà mắc kẹt, tôi nói ví dụ như cái đoạn trước, người thông đường biết lối đi, trên đường đi mình cứ thẳng, không có mắc kẹt bờ này, không có ngồi nghỉ bờ kia, thì nhất định đường mình đi tới cứu kính. Còn nếu mình đi ở lát thì dừng bên này, lát thì nghỉ bên kia, thì chắc chắn không tới chỗ mình muốn tới. Cho nên ở đây nói là người nào mà còn chấp
về hình tướng thì người đó mắc kẹt ở trong cái chấp có, trong cái chấp không thì không bao giờ đi đến nơi đến chốn được. Vì vậy học trung đạo mới hy vọng được thành tướng, như người chấp hữu trẻ vô thì rốt cuộc quy về biên kiến, vì họ chẳng biết cái tướng có chẳng phải có, cái thật không có chẳng phải không. Tới đây thì quý vị thấy nói nó rất là khó hiểu, có chẳng phải có, không chẳng phải không. Thường chúng ta ai cũng như ai luôn luôn đặt vấn đề hoặc là có hoặc là không, phải không? Phải cái này có hay không thì phải trả lời một trong hai cái đó, hoặc là có hoặc là không, thì câu trả lời đó mới thỏa đáng, nó mới tương ý. Còn cái này chẳng phải có chẳng phải không thì họ nói sao? Họ nói trả lời gì ba phải quá, phải không? Có thì dứt khoát có, không thì dứt khoát không. Tại sao lại nói chẳng phải có chẳng phải không? Mà cái lý trung đạo của Phật giáo là trả lời chẳng phải có chẳng phải không. Thì câu trả lời này nó là câu trả lời đúng với cái ý nghĩa xử lý không hai. Còn mới trả lời dứt khoát có dứt khoát không là sự lý có hạn. Bây giờ chỗ này tôi thí dụ cho quý vị hiểu từng bước một để khỏi có khó khăn trong cái bài này. Tôi nhắc lại cái câu trung đạo, học trung đạo mới hy vọng được thành tướng. Người nào học, người nào thấy được cái lẽ trung đạo, cái lý trung đạo thì người đó mới thấy được cái tướng thật. Còn nếu mà người nào chấp bên này là có, bên kia là không thì đều rơi vào biên kiến. Biên kiến là chấp một bên, hoặc là có hoặc là không. Mà rơi vào biên kiến thì người đó không làm sao mà đạt được lý đạo. Cho nên cái lý đạo đó có chẳng phải có, cái thật không cũng chẳng phải không, chẳng phải có chẳng phải không, thì làm sao hiểu chẳng phải có chẳng phải không. Tôi thường ví dụ mà tôi nghĩ nó đơn giản dễ hiểu hơn hết, bởi vì đây tôi nói thứ về cho quý vị dễ lãnh hội. Đạo Phật, Đức Phật Ngài sau khi giác ngộ, Ngài thấy rõ muôn sự, muôn vật trên thế gian đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, chứ không có một pháp nào tự nó hình thành được, hay là một cá nhân nào đó tạo nên, mà luôn luôn nhiều nhân nhiều duyên tụ hợp lại thành một pháp. Như cái bàn chúng ta đưa sử dụng thì bây giờ nếu cái bàn này nhìn với con mắt nhà Phật thì nó khác hơn con mắt thế gian. Ví dụ mắt thế gian hỏi cái bàn này từ đâu có thì quý trả lời, quý vị trả lời sao? Nói là từ ông thợ mộc có, phải không? Ông thợ mộc có đóng thành cái bàn thì đó là có một lý. Nhưng mà có người khác có thể nói cái bàn này từ gỗ mà có, như vậy ai trúng? Nói ông thợ mộc
mà ông thợ mộc không có gỗ, ông đóng cái bàn được không? Thì nói ông thợ mộc làm đến cái bàn thì chưa đúng, nếu không gỗ. Và nếu nói gỗ thì quả ra cái bàn là gỗ tạo thành, nhưng mà không có thợ mộc thì cái gỗ có thể thành cái bàn được không? Cũng không được. Như vậy nói cái bàn từ đâu mà ra thì chúng ta phải nói sao thì đúng, nói sao thì đúng. Chỉ còn một câu đúng nhất là cái bàn do nhân duyên hội tụ lại và thành, đủ nhân đủ duyên thì thành cái bàn, chứ không đặt nó là do một người, do một vật. Không phải một người, không phải một vật thành được cái bàn, mà đủ nhiều nhân, nhiều duyên. Ví dụ như là ông thợ mộc đóng cái bàn, nhưng mà nếu ông thợ mộc tay không đóng được không? Cũng đóng được, còn phải có đồ, có bào, có đinh, có đủ thứ hết. Thì như vậy, cái bàn thành được hình thức như thế này, chúng ta sử dụng được như thế này là do nhiều nhân, nhiều duyên tụ lại, phải không? Như vậy thì nhiều nhân, nhiều duyên tụ lại mà thành cái bàn, chứ không thể cử cách đơn lẻ rằng do một cái này, do một cái kia. Nếu nói một cái thì đều là sai lầm, không có sự thật. Mà đã là nhiều nhân, nhiều duyên thì cái bàn này nó có cái gì là cái thực thể nguyên vẹn hay không? Nếu có thực thể nguyên vẹn thì tự nó thành, phải có nhiều duyên hợp lại, phải không? Mà đợi nhiều duyên hợp lại thì nó không có cái thực thể nguyên vẹn. Như vậy thì người ta hỏi cái bàn này nó là một cái có thực nguyên vẹn hay là cái không ngơ, thì quý vị trả lời sao? Nó có một cái thực thể nguyên vẹn hay là nó không ngơ? Chúng ta trả lời sao? Thì chi lý bây giờ bảo phải đó là thành có, thành có tức là thực thể nguyên vẹn đó sẵn rồi, mà bạn là thành không thì chúng ta trả lời sao cho hợp lý đây? Nếu nó thành có thì cái bàn nó không phải thành có, phải không? Vì duyên hợp rồi nó mới có, thì như vậy nó không phải tự có sẵn một cái bàn mà do duyên hợp nó có. Thì như vậy chúng ta phải nói sao? Phải tự có hay không thì trả lời không phải tự có. Nói như vậy thì bạn không nên, phải không? Thì chúng ta phải trả lời sao? Cũng không phải tự có. Như vậy đó, trả lời không tự có để biết rằng cái bạn duyên hợp, duyên hợp thì có, duyên ly tán thì trả lời, phải không? Đó, có đinh, có bào, có đục, đóng ra là thành cái bàn. Khi mà những đinh nó lông, nó xúc thì cái bàn nó ra. Đó. Thì như vậy cái bàn không phải một cái có thực sẵn từ hồi nào, mà nó là một cái tướng duyên hợp, mà duyên hợp thì tạo vỡ. Ví dụ thấy phải tạo vỡ không? Mà duyên hợp tạo vỡ không phải thật có mà cũng không phải thật không. Thì nói như vậy có hợp với đạo lý chưa? Đó. Nói không thật có, không thật không là chân lý. Còn nếu nói thật có hoặc thật không là biên kiến, là chắc sai lầm. Ví dụ hai cái đó dễ hiểu chưa? Như vậy nói rằng nếu người học trung đạo thì không có chấp một bên, mà không chấp một bên cho nên giữa môn sự môn vật này
lúc nào cũng thấy nó không phải là có mà cũng không phải là không. Như vậy cái bàn không phải là có, không phải là không, thì cái nhà này sao? Cũng không là có, không là không. Rồi con là người được sao? Cũng không là có, không là không. Nhưng mà bây giờ có ai hết, anh này, chị này giả dối rồi, thì chúng ta sao? Chúng ta tiếp thờ. Vì thân giả, chúng ta nói giả, nhưng mà nó giả không chịu. Phải mình thật. Để không? Cái bàn không thật mà mình thật được không? Cái nhà không thật mà mình thật được không? Đó, chính cái chỗ này mà quý vị đi sâu rồi mới thấy cái chí lý của Phật dạy. Cho nên mỗi hôm Phật tử chúng ta tụng kinh đều tập lên cái bài Phật nhã. Bởi vì cái mê lầm của chúng ta đối với muôn sự vật ở giữa thế gian này, cái trọng tâm mê lầm của nó là nằm hẳn ở con người. Mê lầm con người rồi mới mê lầm luôn cả muôn vật. Cho nên Phật dạy phải nhìn vào con người trước. Cho nên đạo Bát Nhã quý vị nhớ câu sao? Quán tự tại Bồ Tát hành thân Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giải thoát người đạt. Phải thấy rõ cái thân năng quần này nó không thật có, không là không thật có, không có cái thực thể nguyên vẹn mà đợi duyên hợp mới có, phải không? Không có cái thực thể nguyên vẹn đợi duyên hợp mới có. Rồi khi nói năng quần này đều không đó, thì thấu suốt được lẽ này thì chúng ta sẽ sao? Qua hết tất cả khổ nạn dễ làm sao, phải không? Chỉ cần thấy cái điều đó cái khổ nạn nào cũng qua hết. Như vậy quý vị nghĩ cái khổ nạn từ đâu mà ra? Từ cái gì mà có? Từ chất ngã mà ra thôi, phải không? Khổ vì tôi bất độ, phải không? Mất độ cái than khổ, tôi bị mất độ khổ quá. À, khổ vì tôi bị người ta khinh khi, phải không? Khổ vì tôi thiếu đói, khổ vì tôi đặc quyền, vân vân. Chính cái tôi, mình chấp cái tôi thật, cho nên mọi cái gì nó làm cho cái tôi này bị thiệt thòi, bị mất mát, chúng ta đều thấy khổ hết, phải không? Thì tại vì chúng ta thấy cái tôi thật, cho nên một cái gì làm cho chúng ta bị thiệt thòi, một cái gì làm cho chúng ta bị mất mát, một cái gì làm cho chúng ta bị tật nguyền, đều là cái khổ của chúng ta. Nhưng bây giờ quý vị nhìn lại cái tôi này không thiệt, cái tôi này không thiệt thì cái được, cái mất, cái tật nguyền của bên của nó thiệt không? Nó đều không thiệt. Thanh còn thiệt thì mấy cái lệ thuộc nó có cái gì thiệt, mà không thiệt thì khổ cái gì, phải không? Nếu là không thiệt thì có gì để khổ? Tại chúng ta thấy thiệt cho nên chúng ta phải khổ. Khổ từ thế ngại nhắm mắt, nhắm mắt thì cho thiệt bây giờ mất cũng quá mới lên thì khổ. Khổ từ ngày sinh ra cho tới ngày nhắm mắt nhìn chúng ta thấy thanh này là thiệt. Như vậy bây giờ quý vị nhìn cho kỹ, thanh này nó không thật là do duyên hợp, cho nên nó không thật có, nó không thật không, chỉ là cái giả tướng duyên hợp tạm bợ. Đủ duyên thì nó còn, thiếu duyên thì nó mất, nó là cái tạm bợ thôi, tạm bợ. Mà nó là cái gốc của sự chấp. Nếu chúng ta không thấy rõ cái thân tạm bợ rồi, không chấp nó nữa thì mấy cái liên hệ chung quanh đó chúng ta có chấp không?
thì còn gì đâu là khó, phải không? Cho nên chiếu kiến của quân giải công thì độ những cái khổ ác, nhắc tới nhắc lui thuộc lòng, ai đã cũng lòng làm hết, mà khổ cũng hoàn khổ, phải không? Tại vì không chiếu kiến đây là của quân giải công, biết ngũ quân mà kiếm đối với quý phật tử giờ thì giải công giải hữu. Như vậy thì phải sửa lại, mỗi lần đọc thì ngũ quân giải hữu. Bởi giải hữu thì khổ hoài, khổ không biết gì nào hết. Còn nếu mà chiếu kiến của quân giải không là độ những cái khổ ác này, khổ ác nào cũng qua được, qua một cách dễ dàng, không khó khăn gì hết. Giả sử bệnh tật đau ốm sắp chết, nghe sắp chết thì biết thân thì già, thì cái già có hợp thì có tan, chết là cái tan đi của nó, có gì đâu, cái già nó tan chứ nó đừng tan. Mà lâu nay mình chấp cái già là mình, cho nên nó tan sợ nó mất, mất rồi mình không biết đi đâu. Cho nên có những người nói nghe lý luận mới nghe hơi kỳ cục, nhưng mà xét nghĩ rất là hay. Người ta nói rằng chết là một điều bí thú, mà tại sao mình biết sợ? Quý vị thấy bí thú không? Bây giờ nếu mà ai tổ chức đi du lịch, mà nếu tổ chức đi du lịch nhìn chỗ mình đã biết thì mình có bí thú không? Bây giờ tổ chức đi du lịch chỗ mình chưa từng biết thì bí thú không?